đường Đức Huy Thanh Bình là tuyến đường liên huyện nối giữa hai huyện Thống Nhất và Trảng Bom. Khoảng hơn 3 km đầu đường tới huyện Thống Nhất, nhiều đoạn đã xuống cấp nặng. Đáng nói đây cũng là khu vực dân cư sinh sống dày đặc, nhưng gần như toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước đã bị vô hiệu hóa. Nước không thoát được nên cứ hễ mùa mưa là ngập. Bây giờ nó vậy họ còn tránh được. Lúc mưa đó người dân người ta đi không tránh được, xe nào cũng vậy, nó ngập hết. Thành ra nhiều người là té, gãy tay gãy chân rồi. Đã có không ít những vụ việc đau lòng xảy ra tại đây. Theo người dân, lần gần nhất tuyến đường được sửa chữa cũng đã cách đây vài năm. Dù đường nhỏ, nhưng hàng ngày phải gánh những đoàn xe tải trọng lớn đi qua, với tần suất ngày càng nhiều. Cộng với việc ngập nước mỗi khi trời mưa, nên ổ gà, ổ voi ngày càng lớn. Thì mong rằng các cơ quan chức năng có trong một thời gian sớm nhất là có thể làm lại con đường sao cho nó hoàn chỉnh là một, với thứ hai phải có một cái chế tài gì đó để cho cái lưu lượng xe đi cho nó đảm bảo. Chứ nếu mà cứ sửa xong rồi cứ vậy là cái tình trạng này thì dần dần nó lại bị tiếp chứ không phải là không. Hoặc là sửa làm sao có một hệ thống sửa làm sao cho nó đảm bảo, chứ không phải là sửa chấp vá đến này kia thì nó lại bị hư tiếp. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thống Nhất, tình trạng đường Đức Huy Thanh Bình xuống cấp đã được chính quyền địa phương nắm rõ. Và hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường này đã được đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Với cái ước tính, cái dự toán khái toán mở rộng nâng cấp thì nó khoảng là toàn tuyến này lên khoảng là 130 tỷ. Với cái mặt đường là rộng 9 mét và lề mỗi bên là tối thiểu là 1,5 mét. Thì với cái tuyến đường quan trọng như thế thì Ủy ban nhân huyện cũng là chỉ đạo các công an tập trung hoàn thiện cái hồ sơ để chúng ta là đầu tư nâng cấp mở rộng trong cái giai đoạn là sớm nhất. Dự án thì vẫn mới ở những giai đoạn đầu tiên. Và trong lúc chờ triển khai thì vẫn cần những giải pháp, dù chỉ là tạm thời nhưng đảm bảo an toàn cho người dân.